Nếu thấy hay, đừng bao giờ tiếc like và đăng ký chia sẻ video nhé anh em. Hey, chào các bạn nha. Thì hôm nay mình mới có dịp quay cho bạn coi một cái ngọn thác mới nha các bạn. Thì ngọn thác này có tên là thác Luli. Thì thác Luli thì nó nằm ở tỉnh Đắk Nông nha các bạn, nằm trong huyện Quảng Sơn. Đây là đường vào thác nha các bạn. Thì hai bên là rừng nguyên sinh, còn đây là con đường dẫn vào thác. Thì hôm nay thời tiết rất là lạnh các bạn nha, nên là sương mù rất là nhiều. Các bạn nhìn thấy bầu trời không? Rất là đẹp, xa xa đó là một ngọn núi mà sương mù đang còn nằm trên đỉnh núi các bạn. Mình thấy đẹp quá nên mình muốn lưu giữ lại khoảnh khắc này cho các bạn coi. Nên mình quay lại cái cung đường này rất là đẹp các bạn nha. Các bạn nào mà đi khám phá thác Luli thì các bạn nhớ trải nghiệm cung đường này nha. Cung đường này thì từ ngoài quốc lộ 14 thì vô tới thác Luli thì nó mất khoảng 15 km các bạn nha. Hai bên thì chủ yếu là đường rừng. Đó, phía xa xa thì có ngọn núi rất là đẹp. Hiện tại thì trên ngọn núi đó thì mây mù đang còn che phủ. Đường này thì các bạn đi thì nếu mà yên tâm thì các bạn nên là mang đồ vá, tự vá theo các bạn. Lỡ mà nó có trục trặc xảy ra thì mình cũng có thể mà khắc phục được. Vì hai bên thì không có nơi sửa chữa xe đâu các bạn nha. Cũng không có cây xăng đâu. Phải đi rất là xa mới có. Nên là các bạn nào đi khám phá các bạn nhớ mà chuẩn bị trước nha. Đó, các bạn nhìn thấy ngọn núi không? Rất là đẹp các bạn. Đó, sương mù phía trên đỉnh núi á, rất là đẹp. Và đây là con đường xuống thác Luli nha các bạn. Thì hiện tại thì thác Luli bây giờ không còn được khai thác vào du lịch nữa các bạn, nên là nó trở về cái trạng thái là hoang sơ. Nhưng mà vì là có một vài năm trước thì người ta đưa vào du lịch thì người ta đã kiến thiết được cái con đường xuống. Thì đây là những bậc thang mà để dẫn xuống thác các bạn. Ở đây thì mình thấy thì có một số cây nó bị đổ các bạn, chắc là do là gió quá rồi nó bị đổ. Nên các bạn đi thì các bạn cũng cẩn thận nha. Đi thì đi đông đông chút xíu. Đó, thì đường xuống thác thì nó cũng không quá xa các bạn. Mình đoán thì khoảng tầm 500m thôi. Đi xuống thì cảm giác thì nó bình thường, nhưng mà đi lên thì nó hơi mỏi chân đó các bạn. Cái này thích hợp để tập thể dục nha các bạn. Ở đó mình nói giỡn thôi. Đó, đây thì cũng gần tới rồi. Thì mình đoán là tầm 500m thôi các bạn, không có nhiều đâu. Mình đi rất là nhiều con thác rồi, nhưng mà con thác này thì đường xuống thì không có dài lắm các bạn. Đó, các bạn nhìn xa xa là các bạn thấy cái con suối đổ từ con thác xuống đó các bạn. Mùa này thì cũng hết mùa mưa rồi, nhưng mà không biết tại sao mà nước nó vẫn không có nhiều các bạn. Chắc có lẽ là càng ngày là nguồn nước nó càng khan hiếm, nên đâm ra là nó không có nhiều nước như là những năm trước mình đi. Những năm trước mình đi thì đó, nước nó sẽ lên tới trên đây luôn. Nhưng mà năm nay hết mùa mưa rồi, nhưng mà nước nó vẫn còn ít. Vậy là tức là nước nó sẽ không có mạnh hơn được các bạn. Và đây là nhân vật chính các bạn. Đây là thác Luli. Thì theo mình quan sát thì từ đỉnh mà xuống tới thác thì chắc nó khoảng tầm rơi khoảng mười mấy 20m thôi, chứ không có cao như mấy cái thác trước mà mình đi. Đó, thì về cái cảnh đẹp thì mình cảm thấy đây là con thác rất là đẹp. Vì nước nó chảy rất là róc rách, không có lớn quá, nên là mình có thể mà hưởng thụ được cái cảm giác là đi dưới con suối như các bạn, với lại làn nước rất là trong vắt, rất là mát. Đó, thì nếu các bạn nào mà ưa du lịch rồi là thích cắm trại thì đây là một nơi lý tưởng cho các bạn rất cắm trại. Thì trước khi các bạn đi thì các bạn nhớ chuẩn bị là đồ ăn, tại vì trong đây không có bán đồ ăn đâu. Các bạn mang đồ ăn rồi các bạn xuống dưới đây, các bạn mang đồ, các bạn nướng rồi các bạn ăn, nghỉ ngơi, thư giãn sau một cái thời gian làm việc rất là vất vả. Đó, các bạn nhìn thấy con thác thì rất là đẹp nha các bạn. Mặc dù nó không cao
nước nó cũng không nhiều nhưng mà nó vẫn đẹp các bạn ạ. Con thác này thì nó chạy với cái dòng chảy nó cũng không mạnh lắm nên là các bạn tha hồ mà tắm đó. Nhưng mà mùa này thì rất là lạnh, không thể nào tắm được các bạn ạ, lạnh lắm. Thì thời tiết bây giờ nó khoảng tầm 12 tới 14 độ thì rất là lạnh. Đối với mình là lạnh các bạn, nhưng mà đối với các bạn thì không biết thế nào. Đó, rất là đẹp các bạn nha. Cái này mà cắm trại bích nít thì không còn gì để chê nữa. Đó, đó đây là cận cảnh mà nơi mà dòng thác nó đổ xuống nha các bạn. Nước thì rất là trong các bạn, trong vắt luôn, vì là trong rừng đó các bạn, nên là không có gì để ô nhiễm cái nguồn nước này hết. Đó, mình mong là nó sẽ giữ được cái trạng thái nguyên sơ này. Cái dòng nước thì lúc nào cũng trong vắt, cũng sạch như vậy, để mà khi mà có nhiều người thích khám phá du lịch thì người ta tới nơi đây để người ta khám phá và trải nghiệm. Đó các bạn thấy không? Hiện tại thì đây là thượng nguồn, thì cây cối thì mình cũng thấy đổ rất là nhiều, chắc là gió rất là mạnh các bạn. Chỗ này thì rất là nguy hiểm nha, mình không khuyến cáo các bạn là lên thượng nguồn để quay đâu nha. Thì nay thì mình hơi mạo hiểm chút xíu để mình quay coi thượng nguồn nó như thế nào. Đó các bạn nhìn thấy là đây là một cái dòng suối rất là nhỏ, nó sẽ đổ từ độ cao xuống khoảng tầm 15-20 mét, cũng có thể 25 mét, đó là mình ướm chừng thôi, chứ không biết là chính xác. Đó, đây là thượng nguồn rất là nguy hiểm các bạn, lỡ mà trật chân cái thì xác định luôn các bạn, lên bảng điểm số luôn các bạn. Đó, đây là thượng nguồn các bạn, nơi là bắt đầu của con thác Lưu Ly. Đó, mình sẽ quay rất là cẩn thận cho các bạn coi nha. Đó, rất là cẩn thận các bạn. Đó, cái này thì mình có một cái cây cầm, cái cầm, nên là mình đưa ra xa chứ không phải là mình với người ra các bạn nha. Thì vì với người ra là rất nguy hiểm, không thể nào mà mạo hiểm như vậy được đâu. Đó, lỡ mà có chút sơ sẩy là lên bảng điểm số ngay các bạn. Đó, các bạn nhìn từ trên cao xuống dưới, phía dưới thì cũng khá là cao các bạn. Thì nói chung là tầm 25-30 mét các bạn, cũng có thể là không tới, nhưng mà theo mình nghĩ là như vậy. Thì đứng trên đây các bạn nhìn phía xa xa đó là một cái rừng nguyên sinh trùng trùng điệp điệp các bạn. Vô đây thì ngoài thiên nhiên thì nó không có gì nữa. Đó, nên là rất là thích hợp để nghỉ dưỡng bích nít 1-2 ngày. Đó, thì mình cũng thấy rất có nhiều anh chị đi bích nít ở phía dưới các bạn, mang đồ ăn nướng đồ các kiểu, người ta đi nguyên 5-6 người. Đó, rất là vui vẻ, mang vọng chiếu các kiểu, nằm để mà hưởng thụ cái thiên nhiên không khí trong lành. Đó các bạn, nhìn thấy rất là đẹp ha. Đó, với cái dòng nước của con suối này thì nó rất là ít nên là mình mới đi ra được ngoài đây. Còn những năm trước mà mình đi á, thì cái chỗ này là mình không ra được đâu, vì nước chảy rất là mạnh.